Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đưa ra cho quý vị một vài cảnh báo liên quan đến việc mà chúng ta công khai các kho ảnh của mình trong việc sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý như vậy. Biến trẻ thành già chỉ với một cú nhấn. FaceApp chính là ứng dụng được tải nhiều nhất thế giới tuần qua, trong đó có cả những người nổi tiếng. Tuy nhiên, đã xuất hiện các thông tin cho rằng phần mềm này đang âm thầm thu thập dữ liệu của người dùng. Theo đó, nếu khuôn mặt bị lộ, kẻ gian có thể truy ra các thông tin khác, trong đó có dữ liệu tài chính. Khi mà người dùng sử dụng cái phần mềm FaceApp này thì họ đang cung cấp cái thông tin cụ thể đấy là ảnh và họ đang lưu trữ cái ảnh đó trên đám mây của họ. Thì họ cũng có sử dụng cái ảnh đó cho các mục đích như là quảng cáo thì đấy cũng có thể ảnh hưởng đến người dùng. Hai nữa là từ cái thông tin ảnh nếu như mà bị lộ lọt họ có thể khai thác ra những thông tin cá nhân hay là cái đặc điểm về sinh trắc học từ những cái thông tin đó thì nó sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng. Ngoài ra trong cái điều khoản sử dụng của phần mềm họ cũng đã nêu rất rõ là họ sẽ thu thập thông tin của người dùng và cái việc sử dụng thu thập thông tin của người dùng đó họ cũng sẽ sử dụng vào một số mục đích của họ đã nêu ra như là quảng cáo hay là chia sẻ thông tin hoặc cũng có thể sử dụng mục đích phát triển phần mềm tốt hơn. Không chỉ riêng FaceApp mà nhiều ứng dụng khác đều có thể lợi dụng thói quen lười đọc điều khoản dịch vụ của 99% người dùng. Khi mà người dùng cài đặt các cái phần mềm này thì nên cân nhắc kỹ, thứ nhất là đọc kỹ các cái điều khoản, hai là cân nhắc kỹ cái vấn đề là cái chức năng mà mình sử dụng đó có đáng để mình cung cấp những thông tin mà cái app họ đang yêu cầu. Điều quan trọng nhất là người dùng cần có ý thức không cung cấp bất kỳ chi tiết cá nhân nào cho đến khi biết rõ về cách những thông tin này được sử dụng.